Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì anh em Sơn tiếp tục xây nhà. Và hôm nay thì lên hồi rồi nha mọi người. Đấy. Sáng hôm nay thì xây hai hàng gạch đằng sau và lên cái hồi bên kia. Đấy, còn một hai hàng cũng là được một hồi rồi nha. Và cũng đã lắp cái kèo rồi. Đây là bốn cái kèo nha. Bên kia 2, 3 đây. Rồi 4. Và bên hồi này vẫn chưa thu. Lát nữa thu xong bên kia thì sẽ quay bên này. Để thu lại bên này nha. Thu hồi bên này nha. Sau đó thì anh em thì sẽ lấy cái hoành ấy lên trên, lát nữa sẽ lắp cả hoành nữa nhé. Bây giờ thì đã đây. Đấy, còn nốt hai hàng, hai ba viên hàng lên nữa là ok rồi. Đấy, sẽ chuyển sang bên kia đi, thu hồi bên kia. Hôm nay trời rất là nắng. Đóng cái cửa sổ, đang đóng cánh cửa sổ.
Đây nha mọi người, đấy, sau một hôm anh em xây cái hồi ấy, thì đã thu xong rồi nha, cái bị rùa ấy. Đấy, đây là bên, còn một bên bên này. Đấy, đều xong rồi nha. Đấy, bây giờ chỉ đợi tôn lên là lập thôi. À, ngày mai thì sẽ chuẩn bị lên hoàng nha, bởi vì hôm nay tối rồi không lên được. Chỉ xây được cái bị rùa thôi. Đấy, quá là ok rồi mọi người. Sau vài hôm làm thì căn nhà cũng đã hoàn thiện được một phần, còn một phần nữa thôi. Bây giờ chỉ còn là lắng nền, lắng nền và lập, và còn cái bể phốt nữa nha, với lại cái nhà vệ sinh vẫn chưa làm. Đấy, thì bây giờ trời tối rồi thì cũng nghỉ thôi mọi người. Đấy, sau khi làm dựng lên và xây cái rồi lên thì đấy, căn nhà rất là đẹp rồi và rất là rộng rãi rồi. Đấy, cửa thì cũng làm được rồi, à, hai cái rồi nha, cái cửa chính và đây là cái cửa bếp. Đấy, cũng đã làm được, và hai cái cửa sổ. Đấy, đây, cửa sổ cũng đã làm xong rồi thì bây giờ đã đóng vào và buộc. Đây là cửa chính nha. Và cái bên này là cái cửa sổ thứ hai. Ok, rất là tuyệt vời. Một căn nhà cũng hoàn thiện rồi, 80% rất là ok luôn. Đây là căn nhà hoàn thiện 80% rồi nha mọi người. Đấy, lên hồi hết và lên kèo rồi. Bây giờ chỉ còn là cái hoành và lập và cái lắng này thôi đây. Đấy, sau một hôm làm việc thì cũng đã được cái hồi và lên cái rất là cao nha, cũng rất là đẹp luôn. Mời mọi người theo dõi vào video tiếp theo xem nào căn nhà lập như thế nào nha. Thì tối nay Sơn sẽ xin dừng video tại đây. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo. Mọi người xem video ủng hộ đăng ký kênh để nhận những video mới về đời sống vùng cao nha. Rất cảm ơn mọi người.